Lên đây anh bảo này, chỗ đất này vẫn là của nhà em đúng không? Đúng không? Chiều nhá, dọn sạch sẽ đi nhá. Dọn sạch sẽ đi những cái đá này này, cho vào cái gầm ấy này, gầm cái tét nước này, những cái này dọn hết sạch cho ra ngoài kia đốt đi nhá. Cái xà beng ấy, tìm cái xà beng về đây cho anh. Cái kiềng này để trong bếp kia được. Các chị là đang đỡ đỡ lúa à? Thế thì em bảo sao là đỡ nó đào cái rãnh này vớt. Xem nào. Chắc là chuyển. Từ anh bảo, từ từ. Cái đấy không cần đổ kia đâu. Đổ gọn đây này. Đây đây chị bỏ này dạo em. Đằng nào cũng phải xây bể. Từ từ em ơi. Đây đổ đây. Đây chị ơi. Xem nào. Đây chị này, em bảo này, chị đào cho em một cái rãnh nhá, từ đây. Cái rãnh này chưa chắc đã. Xem nào. Bây giờ mà để nó chảy nước ra đây thì cũng dở hơi. Cái này sau này để cho thoát nước ra đằng kia thôi. Chị ơi, bây giờ đào cho em cái này sâu xuống nữa nhá. Sâu xuống ra đây. Đây, nó sẽ thẳng theo này. Thẳng ra đúng đến. Đến đây cho em nhá. Để em chôn cái ống này này. Nhá. Đây. Lầu ơi. Lầu, ra đây anh bảo. Lấy xẻng xúc gọn cát lên. Trưa này định ăn mì tôm mà mua mì tôm lúa. Đây này. Hất cái này lên đây. Lấy xẻng. Đánh bỏ mấy gốc cỏ này đi này. Bỏ đi. Ui. Xin kính chào các anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với Hoa Đá Cao Nguyên. Buổi sáng ngày hôm nay thì vào đo cửa rồi. Bây giờ cái phần này thì em không sẽ chỉ cho mọi người đào cái tuyến mà đường ống dẫn. Bây giờ đấy, cái nước để đón cái máng hứng, cái nước mưa ở cái máng này thì sẽ chôn chìm dưới đất các bạn, để cho nó bền hơn. Vì là nếu mà lắp ở trên cao đưa ra kia thì nó sẽ rất là vướng. Đấy, hôm nay là nhân tiện hình như là cũng hai chị này là đến giúp nhà lúa em từ sáng rồi. Đất cứ hất sang bên cạnh thôi để tí nữa lại lấp vào luôn. Oh, got it.
dây cước đội thợ xây. Lâu ơi. Xúc cái này hết đây. Cái đấy bỏ đi. Cái đấy bỏ, cái đấy bỏ. Cái này vứt ra ngoài. Chỉ cho đất xuống thôi. Không cần rộng quá đâu. Nó chỉ một ống thôi. Ở đấy nó chỉ chạy một ống thôi. Cho đất nhỏ chị ạ, cho đất nhỏ nhỏ dưới xong là tí lấp được hết cái ống thì mới cho đất to. Cho đấy, cho cái ống khe khe. Sáng nay là thiếu ống. Thao đang về lấy rồi. Cứ thẳng ra đến kia đi. Đức ơi, cho cái kia nuôi ra tí. Tâm này à? Đấy, đúng rồi đấy. Lui, gõ hoành phát. Cẩn thận. Rồi. Cho thấp xuống tí. Bây giờ em lấy cái xà beng chỗ. Theo cái dây đấy mà đào thôi. Ống đỡ bị cong. Khói kia là nghiên cứu đặt cái tấm lô lên luôn. Anh thì chào lên mái tí nào. Cái gì chào. Đấy, nó được đến tầm này rồi, mọi người nén nó xuống tí nhá.
Vất vả nhỉ. Đây đưa anh hộ. Đấy. Đưa cô đúng 2C. Đây lắp ống xin cho nhà đứa em ơi. Ok. Thước mét đây. Thước mét thì hỏi thợ sắt là có ngay. Thợ sắt là lúc nào cũng mang đi. Hôm nay kênh hoa lá cao nguyên lên hộ lúa em lắp nước. Lắp đường nước mái để cho bà để sau này sinh hoạt ở trên này nó hiếm nước quá. Tận dụng luôn. Đúng rồi. Nay hỗ trợ thao thôi. Em cũng hỗ trợ mà. Kệ nó phải đào 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 sâu xuống. Có ấy đâu. Cái này là làm không tính công đúng không? Cái này có tính công gì đâu, em cũng đang hút lúa mà. Chắc phải đào chỗ góc ra một tí nữa anh. Hả? Chắc phải đào chỗ góc ra một tí nữa nó có. Bây giờ cứ kệ cho anh em đào đã. Đào cho nó sâu xuống tí nữa đã. Này vẫn hơi nông. Cái này cũng phải đào xuống nữa này. Sau này thì thanh đo trên đấy xuống nên để em cắt chỗ đó. Sau này cái chỗ này anh nghĩ là cũng lấp lại thôi. Chứ còn cái rãnh nước này thì sau này sẽ cho thoát về đằng kia. Không có nước mấy đâu. Bây giờ trên mái anh cũng làm. Trên mái mình lấy hết nước rồi. Mái lấy hết nước làm gì còn nhiều nữa. Thương ơi. Xuống đất là ngấm hết rồi mà. Em mang đai không đây? Thôi được, cứ đấu cho nó ráp vào tường này đi. Đến đây này. Đến đây nó mới loe ra một tí thôi, đúng không? Đây này. Nên nó sẽ áp sát vào tường này. Đến đây chếch ra đấu vào đây. Làm cút ra thôi. Chứ nó không thể lửng lơ được. Áp sát vào tường. Bây giờ cứ kệ cho chị em đào. Cứ chạy tuyến đến kia đã. Anh em tí nữa mới đến việc. Em đi cuốc thì em đào cái nước. Cây này là cây gì nhỉ? Không dùng đến thì chặt đi. Trồng cây ăn quả ở đây chả hay hơn à nhỉ? Nắp này liệu sau này có hết khát được không? Chắc là sau này thoải mái nước dùng rồi. Trên mái xuống nhiều mà dồn hai mái xuống cả. Trên mái sân nữa thì thoải mái anh. Cả mái sân nữa nó phải rơi tầm sân à 60-90 mét vuông mái. Thank you.
Sao đến đây nó lại cong cong rồi? Em đào cái gì ấy? Đào cho nó thẳng tí. Thẳng vào nha. Cong lại đào lại thôi. Nhưng sâu tí nữa. Anh bảo cho sâu tí nữa. Đây em. Cuốc đằng này trước đi. Cuốc, ui, em cuốc xong em hất luôn đất lên. Đừng sới sới thế, cuốc phát nào chắc phát đấy xong là em hất luôn đất lên. Cuốc nương suốt mà cuốc này có vẻ ngượng ngượng nhỉ. Ơi. Ờ đúng rồi. Chị Pâu à, không làm nổi à? Đấy, đúng rồi đấy. Thế xong là chỉ việc đi sửa lại thôi. Máy cắt đâu? Cắt xong về hết rồi nhìn đấy. Chả có gì thì dùng nên là không để lại. Vừa nãy em đi em cũng quên em. Lúc em lấy ống em nhớ rồi. Vội quá lại quên. Gắn cái này vào trước cắt nó chả nhàn hơn này. Thì anh gắn kia. Ướm mà đã chơi luôn à? Luôn ngay. Thử rồi. Đai cũng không mang. Thôi được rồi. Cắt đường nó khuyển. Ok chưa? Ừ, chỗ này vẫn phải đào sâu thêm xuống. À. Không cần, không cần. Chỗ này thì vẫn phải đào xuống đi. Vẫn phải đào xuống. Xuống một tí nữa đi. Đúng rồi. Đào xuống đây này. Cái này chưa đủ độ sâu đâu. Từ đây em ơi. Từ đây luôn. Đấy. Từ đây. Và tới đây. Cho sâu tí để sau này nó đỡ. Đào một phát xong hất lên luôn. Đúng không? Đấy anh sa bien được không? Tay đập chân này giống như hoa đá cao nguyên này. giữ cho anh nấu cái gì đây lầu
Từ từ chưa được. Em bỏ cây đấy ra. Kéo luôn được chưa anh? Từ đã. À cho được luôn à. Đi ra làm cho nó xem nào. Chồng chỉ một kiểu. Ôi giời ơi, không làm được. Để cao quá. Em không biết thì bảo em từ từ. Đức kiếm cho anh cái dây nữa. Mẩu dây. Lúa ơi, kiếm cho anh cái mẩu dây. Rồi rồi. Đấy mang đây lúa. Lấy cái mẩu dây thép. Dây thép đi có rồi. Tí đè nó hất xuống anh. Bị ống. Tạm đây đã. Bảo nó đào lốt đằng kia đã. Đào lốt lại cho ống xuống. Thôi cái đoạn đấy để sau vậy. Đoạn đấy hôm nào anh làm cái mái kia thì anh xử lý được. Em cứ để đồ đây. Đấy, xà beng bên đằng sau anh. Anh ấy cho. Nào. Cái bật đây. Ơi. Đơn giản mà. Chị bảo hoa.
trước. Cửa là bóc cửa là rộng. Chúng ta cứ bóc cửa là ông ngọn luôn. Chỗ này phải thêm một đoạn check anh cậu. Rồi. Để đây và đây xong rồi chỗ này phải. Không cần. Không cần check đâu. Không cần check đâu. Không check đâu. Phải làm thế này thôi. Thở dốc. Đúng kiểu leo đồi. Cái đầu này tí lấy túi bóng bịt vào thôi.
lắp đai sau tí nữa mình cứ lắp đầu trên, mà nếu mà tối nay có mưa thì trong bể có nước nữa. Ừ. Đai đánh sau, lắp sau. Đai chưa có đai tính sau, lắp sau. Từ đã, lắp luôn đầu, cho luôn này vào đây. Cho luôn. Đây, bỏ tay này ra. Đấy. Thả xuống. Ok. Ok. Rồi. Cái này để tạm thời đấy. Trong bể luôn. Không cắn keo đâu, cái này để đến lúc nào? Di chuyển dễ đúng không? Để xả nước đầu tiên ấy. Cái này là không được gắn keo. Đấy. Thế thì phải bịt cái này vào, nhỡ đâu tối có mưa. Kia lấy luôn từ bóng nữa. À. Đặc việc này tí lúa nhá. Bịt vào nhá. Bịt vào để nhỡ đâu tối nó có mưa thì hứng cái nước mái kia. Ừ. Buộc cái dây cao su về buộc lại, không thì nước nó dồn trên đấy xuống bao nhiêu nó lại chảy dây hết. Nó ọc tại. Ok chưa? Kê rồi. Gắn đầu trên anh cắt xong rồi nối đầu trên kia nữa xong. Có check không? Có anh. Đâu? Đó đây này. Đằng sau anh Đức kìa. Ở đây vẫn còn check. Cút hai cái cút nữa. Hai cút một. Ôi không được, không được. Phải có một cái côn thu từ đấy là hai đấy là 60 mà. Đâu mà 60. 76 đấy. 60 đấy hoặc là 75 thôi, nhưng mà không phải 60 rồi 75. 75, 76. Đấy. À đấy là 75 rồi. Thế thì em lại không mang. Ống này vừa không? Đầu to rồi. À, đầu to khi vừa luôn. Đầu to khi vừa luôn đấy. Thì chọc ấy rồi. Nó vừa luôn. Đấy không vừa. Thôi để lấy. Lấy con thu 75 xuống 60 nữa. 75 60. Ok đấy để sau vậy. Như vậy là công việc buổi sáng ngày hôm nay thì rất may mắn là em thao lắp cái đường nước dẫn thải thì em hỗ trợ luôn cái đường ống để dẫn nước mưa vào bể các bạn. Tuy nhiên là những cái này thì vẫn còn thiếu đồ. Đấy, nhưng mà được như thế này cũng là ok rồi. Nên sau này em công sẽ làm thì sẽ tranh thủ xử lý sau. Trong quá trình lắp cửa, làm mái các thứ thì sẽ xử lý dần dần. Lũ ơi, xong lên đây anh bảo này. Cơm nguội à? Ui ui, lấy mua ấy chứ. Lên đây anh bảo này. Chỗ đất này vẫn là của nhà em đúng không? Đúng không? Chiều nhá, dọn sạch sẽ đi nhá. Dọn sạch sẽ đi. Những cái đá này này, cho vào cái gầm ấy này. Gầm cái téc nước này. Những cái này dọn hết sạch, cho ra ngoài kia đốt đi nhá. Đấy, cái cây này. Cây ổi này. Anh nghĩ là cây ổi chặt đi. Chặt bó đi thôi. Sau này làm cái luống rau con đây mà lấy cái rau ăn nhá. Đấy, như vậy là cái chỗ đất này có một bà giấu tên, bà có gửi cho kênh Hoa Đá Cao Nguyên là số tiền là 600.000. Bà rất quý vợ chồng của em nên là bà muốn là lúa phải làm luôn cái việc này, dọn dẹp sạch sẽ đi. Đấy. Sau này nếu mà có điều kiện thì sẽ rào lại để cái đất trên này của Sình với lại đất của nhà em nó sẽ không liên quan gì tới nhau nữa nhá. Thì cái việc đấy chiều nay hai vợ chồng làm luôn, phát dọn luôn cái này đi này. Cây què phát dọn hết đi. Ok.
cây ổi này tốt nhất là chặt đi. Cây này nữa này, những cây này nó chả có tác dụng gì, đúng không? Sau này làm gom gọn chỗ này thành một cái luống rau, trồng rau là cũng được nhá. Thế còn bà gửi cho 600.000 thì xin thưa các bác là bà gửi là gửi cho kênh. Gửi cho kênh là em Công em Đức là 500.000 để lấy tiền chi phí xăng xe đi lại để giúp đỡ có các hoàn cảnh. Thì là 100.000 là gửi cho lúa em. Thì bây giờ thì cũng trao luôn cái số tiền của bà. Bà thì bà không muốn nói tên. Đấy, bà thì nói giọng miền Trung. Rất là cảm ơn bà đã quan tâm đến hoàn cảnh của lúa em, cũng như quan tâm đến kênh của hai anh em cháu Công và cháu Đức. Đấy, rất cảm ơn bà đã quan tâm. Gì đấy? À, mẹ em kìa. Ồ, thế mà lúc nãy anh không nhận ra. Đây nha, số tiền này anh bà gửi cho thì anh trao cho em luôn nhá. Đây, cầm lại. À, ok, bây giờ phải cảm ơn bà đi. Bà giấu tên nhá. Chào luôn, cảm ơn bà giấu tên đã gửi tiền cho cháu, cháu chú bà sức khỏe. Rồi, ok. Đấy nhá, bà là bà rất là lo lắng cái đất này của em này, là sợ sau này là cái này nó cứ tràn xuống. Đấy là anh xình anh ấy lấy dần nhá. Thì bây giờ là mình phải làm sao mình dọn cho nó đàng hoàng đi, cho nó rõ ràng ranh giới đi, không liên quan gì tới nhau nữa. Đấy, còn để sau này nếu mà có điều kiện thì sẽ rào bằng lưới, còn không thì sẽ làm như nhà bác kìa, cắm cỏ nhá. Đấy, còn cái việc này là em phải làm nhá. Đấy, mai anh vào là không để như này nữa nhá. Đấy, vì ở dưới kia là coi như là hòm xong hết rồi, đúng không? Đấy, thì là chiều nay hai vợ chồng bảo nhau làm nhá. Rồi, ok. Đấy, như vậy là công việc nắp cái đường của thao lắp có lẽ là cũng là trọn vẹn rồi, hết sạch việc rồi. Đấy, chỉ sau này là thao có lúc nào thao có thời gian thì sẽ giúp xử lý lại cái bể kia. Còn bây giờ mọi công việc thì còn cái phần cửa giả của em Công thì sẽ ngay hôm nay thì khi đưa về số đo cho anh em sẽ triển khai luôn và sẽ vào lắp sớm nhất có thể các bác. Và đợt tới này nhà lúa em thì lắp cửa giả xong thì còn những phần việc còn lại, giúp được cái gì thì em Công sẽ hỗ trợ hết mình các bạn. Đấy, mong các bác luôn luôn theo dõi và ủng hộ cho kênh. Đấy, có lẽ là video này thì em Công em Đức cũng xin chào các bác thôi. Chúc các bác luôn luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn. Và cảm ơn các bác đã luôn luôn theo dõi ủng hộ cho kênh. Xin kính chào, tạm biệt quý cô bác anh chị và tất cả mọi người. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video lần sau. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào.